Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 16 Tây tháng 1 của năm 2017 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều ngày hôm nay. Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng ở thành phố Dallas, đó là đài truyền hình Việt TV, ở Houston là đài truyền hình Việt Face. Thưa quý vị, trong chương trình chiều tối nay thì chúng ta sẽ có phần sau đây. Đầu tiên thì cho Tuấn nói sơ qua về cái vấn đề mà cái hoặc là cái chương trình di trú mới hoặc là những cái gì phát triển mới liên quan tới cái ban điều hành mới, đó là ông President-elect Donald Trump. Rồi sau đó Tuấn sẽ tiếp đón tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị để gọi vào cho chương trình bây giờ thì số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Phần 2 của chương trình thì Tuấn có cái visa bulletin của tháng 2 năm 2017. Trong tuần vừa qua thì và những cái tuần trước thì Tuấn có nói rằng là mình không có biết được cái chiều hướng của di trú nó đi như thế nào với người tổng thống mới là ông President-elect Donald Trump. Nhưng mình biết là phần trăm cao là nó không phải là cái sự mở rộng mà có thể là cái sự e hẹp lại, siết lại. Đó thì trong nguyên cả cái thời gian mùa hè vừa qua thì mình đã nghe rất là nhiều về những cái tin tức mà gọi là anti-immigrant, là chống lại cái vấn đề định cư hoặc là di dân. Đó thì bây giờ ngày thứ sáu tuần này là ngày mà ông ta sẽ tuyên thệ trở thành người tổng thống 45 của nước Hoa Kỳ. Rồi trong đó, trong vòng 100 ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy cái kế hoạch là cái ý muốn của cái chiều hướng của người tổng thống mới. Đó thì khi có thì Tuấn sẽ gửi tất cả những cái tin tức đó trực tiếp cho tới quý vị. Nhiều chương trình thì Tuấn có nói về cái 10 điểm của ông ta rồi, nhưng mà thật sự trong cái 10 điểm đó nó chỉ có 2-3 điểm thôi là ảnh hưởng về cái cộng đồng của chúng ta, giả sử giống như hạn chế cái sự định cư cho toàn thể quốc gia vào nước Hoa Kỳ luôn, thi hành hoặc là ép những cái nước mà chưa có nhận hoàn toàn những người có lệnh trục xuất giống như Việt Nam, chỉ có nhận một số thôi. Đó là những cái điểm mà ảnh hưởng cho cái vấn đề cộng đồng của chúng ta thôi. Còn những cái chương trình quyết định hành pháp thì đa số cái sự ảnh hưởng đó là người Latino. Việt Nam có nhưng mà nó không có nhiều, không có nhiều giống như mấy nước Latinos. Bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình đi. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Trên đường dây đầu tiên thì Tuấn có cô Dung ở Atlanta, Georgia. Xin mời cô Dung lên tiếng đi ạ. Cô Dung, cô đang trực tiếp với chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, luật sư Tuấn ạ. Cô vặn nhỏ cái TV và mời cô lên tiếng đi và mời cô trình bày đi cô. Dạ, xin chào luật sư. Dạ vâng. Em có hai câu hỏi muốn hỏi luật sư ạ. Dạ, câu hỏi thứ nhất là em có bảo lãnh những người chị đang ở Việt Nam đó. Rồi em có quốc tịch Mỹ. Thì giấy khai sinh của em không phải là bản gốc mà chỉ là bản chức lực thôi. Thì em có hỏi luật sư ở đây thì em hỏi là có cần bản tường trình hay không. Thì họ nói là em đã có quốc tịch Mỹ rồi thì em không cần bản tường trình. Và những cái giấy tờ của em như là passport hay là quốc tịch hay là giấy chức năng của em á, khi mà em cấp đi nộp cho sở di trú thì em có cần công chứng notarize hay không? Dạ vâng. Và câu hỏi thứ hai của em là mẹ em á có thẻ xanh và bảo lãnh chị gái trên 21 tuổi còn độc thân ở Việt Nam á, là mẹ bảo lãnh con á, thì mẹ em á có cần nộp bản khai sinh của mẹ em hay không? Dạ vâng. Cảm ơn cô Dung rất là nhiều, và cho Tuấn hỏi Dung trước khi cúp điện thoại nha. Dung đang theo dõi chương trình trên Uno hay là trên hệ thống gì vậy? Dạ, em đang theo dõi chương trình Internet á. Dạ vâng. Đầu tiên, welcome cho chương trình Luật Di trú và Nhập tịch và welcome đài truyền hình Việt TV và Việt Face. Cô Dung, tôi có thể tôi sẽ hết mình trả lời câu hỏi cho cô, và nếu mà cô không còn câu hỏi và thắc mắc gì thì cô có thể cúp điện thoại, và nhớ rằng là những cái chương trình này được chiếu lại, và đồng thời
Tuấn đều upload cái chương trình này và tất cả những cái chương trình trên YouTube hết. Nếu mà vào YouTube search luật sư Nguyễn Đại Tuấn thì nó sẽ xuất hiện ra tất cả những cái chương trình. Đầu tiên cho Tuấn trả lời cái câu hỏi liên quan về cái vấn đề giấy tờ để nộp cho các hồ sơ bảo lãnh. Khi mình nộp các hồ sơ bảo lãnh, cho dù đó là hồ sơ anh chị em, thì Tuấn muốn dùng focus vào cái này, chú ý vào cái vấn đề này là cái điều kiện để bảo lãnh anh chị em. Điều kiện là công dân Hoa Kỳ là một. Cái điều kiện thứ nhì là đây là bảo lãnh anh chị em, nghĩa là cùng cha hay là cùng mẹ hay không. Thì đó là cái điều kiện. Đó, thì bây giờ mình nói cái điều kiện là phải công dân Hoa Kỳ thì mình phải nộp cái copy của cái chứng chỉ quốc tịch hoặc là cái copy của cái hộ chiếu Hoa Kỳ. Đó, còn nếu mình sinh đẻ ở đây thì cái đó là cái khai sinh ở nước Hoa Kỳ. Còn trình bày cái mối quan hệ thì bắt buộc là phải nộp cái khai sinh của mình và cái khai sinh của cái người được bảo lãnh. Để làm gì? Để trình bày cái máu mủ của cái mối quan hệ máu mủ của hai người. Đó, thì cái khai sinh á, thì đây là cái vấn đề trở ngại nè. Cái khai sinh thì lại tùy theo cái chỗ người ta sinh đẻ. Đó, mà tùy theo cái nước của người ta sanh đẻ nữa. Tuấn cho cái thí dụ giả sử trong tiểu bang Texas đi. Khi người ta sanh đẻ trong bệnh viện giúp cho người mẹ đã đăng ký cái khai sanh với chính quyền của tiểu bang. Đó, nếu người ta mất cái khai sanh đó thì người ta chỉ có đi tới cái văn phòng vai tuyết tích thôi. Thì người ta xin trích lục từ cái nguồn gốc của bên Austin nó ra thôi. Nhưng mà ở Việt Nam nó khác. Ở Việt Nam, nếu mà ở Sài Gòn thì đa số cái khai sinh nó được lưu trì trong cái vấn đề sổ sách đó. Nhưng mà nếu ở ngoài tỉnh hoặc ngoài miền quê thì nó là chuyện khác. Cho nên lúc nào cũng cần cái khai sinh. Nào, khai sinh bản gốc thì càng tốt. Nhưng mà nhiều khi không có giấy tờ bản gốc thì cố gắng trích lục lại từ cái bản gốc. Còn nhiều khi mất hết rồi mà mình muốn trích lục, mình trở lại cái địa phương nó trích lục không được. Đó là cái trở ngại của vấn đề chính quyền Việt Nam. Thì nhiều khi mình phải đăng ký trễ hạn cái khai sinh. Thì coi lại những cái chương trình trước khi mình nói cái vấn đề trở ngại khi mà cái khai sinh đăng ký trễ hạn. Bất cứ cái khai sinh nào mà đăng ký sau một năm người ta sanh đẻ thì trên mặt hộ chiếu di trú thì người ta coi cái đó là khai sinh đăng ký trễ hạn. Đây nó khác với cái trích lục nha. Giả sử người ta sanh đẻ năm 1970 đi, người ta sanh đẻ ở Sài Gòn, rồi bây giờ người ta mất cái bản gốc của cái khai sinh đó, rồi người ta trở lại cái quận hoặc cái địa phương của cái chỗ đó, thì người ta truy từ cái cuốn sổ đó ra, trích lục từ cái cuốn sổ ra là cái đăng ký khai sinh năm 70, rồi người ta trích lục năm 2007, thì cái đó nó không phải là khai sinh đăng ký trễ hạn. Cái đó là bản sau của cái trích lục của cái khai sinh thôi, thì cái đó nó không có gì trở ngại hết. Nhưng mà nếu mà cái ngày đăng ký làm sau một năm thì cái đó là cái trường hợp đăng ký trễ hạn. Cho nên không cần nhất thiết cái bản tường trình, cái khai sinh. Còn nếu mà cái khai sinh đăng ký trễ hạn thì coi lại những cái chương trình trước mình nói về cái vấn đề bổ túc hoặc là nhiều khi phải thử DNA. Còn riêng biệt cái câu hỏi liên quan về cái hồ sơ bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi chỉ có thẻ xanh thôi, đó là trường hợp câu hỏi thứ nhì của cô cho mẹ của cô. Thì cái đó là hồ sơ F2B7 năm. Khi mà mình bảo lãnh cho con của mình, trở lại hai cái vấn đề, tình trạng ghi chú của mình là thẻ xanh nè, mối quan hệ như vậy là cái gì, là cái khai sinh của đứa con là đủ rồi, không nhất thiết phải có khai sinh của người mẹ khi người mẹ bảo lãnh cho đứa con. Còn nhớ rằng nếu mà cha bảo lãnh cho đứa con thì lúc nào mình cũng phải đề cập con ngoại giá thú hay con trong giá thú. Nhưng mà đây là cái tình trạng mẹ bảo lãnh cho con thì mình không cần đề cập cái đó. Cho nên trả lời cái câu hỏi phần 2 của Dung là mẹ không cần cái khai sinh. Cảm ơn Dung rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp. Đó là thành phố Dallas Fort Worth. Cho Tuấn xin mời cô Tiên ở Dallas Fort Worth. Xin mời cô Tiên lên tiếng đi ạ. Dạ, con chào luật sư. Luật sư cho con hỏi là con qua đây diễn phim xe. Con có thẻ xanh 2 năm rồi. Giờ con đang apply cái social QD. Để cho con hỏi là con cần làm thêm giấy tờ gì nữa không để cho con hợp lệ ở đây. Cho Tuấn hỏi, fiance kết hôn đã có thẻ xanh 2 năm rồi phải không ạ? Dạ phải. Vẫn còn sống chung với ông xã hay không? Dạ còn. Ok. Tiên, cho Tuấn, tại đây câu hỏi nó không có chính xác, cho Tuấn trả lời rất là tổng quát cái chiều hướng của Tiên thôi. Tiên còn câu hỏi gì khác cho Tuấn hay không? Dạ.
Ok, nếu mà Tiên không còn câu hỏi gì khác cho Tuấn thì Tiên có thể cúp điện thoại được rồi. Thưa cô Tiên, cho mình nói cái này khéo thôi, là khi mình có thẻ xanh 2 năm rồi thì nhớ rằng cái bước kế tiếp là mình phải đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm, tại vì cái thẻ xanh của mình theo cái diện fiancé hoặc là theo diện vợ chồng. Đó, cho nên khi mà mình có thẻ xanh 2 năm, mình cần đổi thẻ xanh qua 10 năm thì chú ý về cái chứng cớ về mối quan hệ giữa vợ và chồng. Cho nên mình cần làm gì? Mình cần lưu lại tất cả cái chứng cớ ăn ở sống chung với ông xã của mình là một. Cái thứ hai, có rất là nhiều cái giấy tờ phải chung cùng với ông xã. Giả sử nếu mà còn sống chung là vợ chồng thì cái thuế má phải khai chung. Nhiều khi người ta có cái tài khoản riêng nhưng mà người ta cũng có cái tài khoản chung để cho những cái chi phí chung với nhau. Những cái chứng cớ khác giống như bằng lái cùng một địa chỉ cũng là cái chứng cớ của người vợ chồng. Cho nên cái bước mà kế tiếp mà Tiên cần làm để sau này không có gặp trở ngại là cái chứng cớ ăn ở sống chung với chồng của mình. Để sau này 90 ngày hoặc là 3 tháng trước khi cái thẻ xanh 2 năm hết hạn, cô và chồng của cô có thể đổi cái thẻ xanh và nộp hết tất cả cái chứng cớ để cho sở di trú có thể giải quyết dễ dàng hơn. Rồi sau khi được chấp thuận cái thẻ xanh 2 năm qua 10 năm rồi và lúc đó gần 3 năm thường trú nhân rồi thì cô có thể nộp hồ sơ quốc tịch sớm theo diện vợ chồng nếu mà cô còn sống chung với vợ chồng, với chồng của cô. Mà khi nộp sớm như vậy nó cũng đòi hỏi cái chứng cớ ăn ở sống chung với người chồng của mình. Cho nên trở lại cái chính mà cô cần sắp xếp hoặc là thu xếp hoặc lưu lại là những cái chứng cớ ăn ở sống chung với ông xã của cô. Cảm ơn cô Tiên rất là nhiều và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Lộc ở Seattle, Washington. Xin mời chú Lộc lên tiếng đi ạ. Xin mời ông Lộc lên tiếng đi ạ. Dạ vâng. Dạ, bây giờ tôi nghe luật sư đang nói chuyện trên đài á, cháu à. Dạ vâng, chú Lộc, chú đang trực tiếp gọi vào cho chương trình là chú. Đây là luật sư Tuấn chú. Welcome cho cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Thưa chú, có câu hỏi hoặc có thắc mắc gì để cho tôi giúp trả lời cho chú ạ? Dạ, xin lỗi, chào luật sư Tuấn, tôi là tên là Lê Lộc, Dạ vâng. 75 tuổi, tôi ở Washington, Seattle. Tôi có một câu hỏi này để xin lỗi là luật sư, là tôi là người có quốc tịch Dạ vâng, cái câu dạ chú cứ tiếp tục đi chú Lộc. tôi bảo lãnh cho hai đứa con trai đã có gia đình và trong đó có một đứa cháu nội nó sinh năm 1995 Chú Lộc. ngày sinh là 24 tháng 5, ngày sinh ngày 24 tháng 5. Là tôi không hiểu rằng cái đơn của tôi á apply là ngày 5 tháng 3 2008 và approve là 29 tháng 4 2010 đó. Thì tôi không hiểu tới cháu nó sinh năm 1995 đó, không hiểu cháu nó có được có đi kịp cái thời gian Dạ vâng. Thưa chú, ngoài cái câu hỏi cho đứa cháu nội đó, chú còn câu hỏi gì cho tôi hay không? Có câu thứ hai đó là trong hai đứa con thì tôi đã khai đổi địa chỉ qua địa chỉ mới đó, thì chỉ ở dưới sở di trú đã nhận được có một cái đổi địa chỉ mới có một đứa thôi, còn một đứa thì không nhận được, thì tôi có phải làm gửi thư tiếp tục nữa thôi hay Dạ vâng. là nó có trở ngại gì không ạ? Cho tôi hỏi cả hai hồ sơ được chấp thuận hết rồi phải không ạ? Cả hai hồ sơ đã được chấp thuận hết, apply ngày 5 tháng 3 2008 Dạ vâng. và approve là ngày 29 tháng 4 2010. Dạ vâng. Nữ tôi cũng Dạ vâng. hiểu cháu nội tôi có được đi không ạ? Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều và cho tôi nếu mà chú không còn câu hỏi gì thì chú có thể cúp điện thoại được rồi. Cảm ơn chú Lộc gọi từ thành phố Seattle, Washington. Thưa chú, thay đổi địa chỉ thì cho Tuấn nhắc nhở chú cần liên lạc với cái cơ quan đang giữ cái hồ sơ của mình nha. Cho nên nếu mà chú nói với tôi là cả hai hồ sơ là được chấp thuận rồi và con của chú ở bên Việt Nam thì cái chỗ mà đang giữ cái hồ sơ này nó là cái trung tâm visa gọi là National Visa Center ở tiểu bang New Hampshire. National Visa Center thuộc về Bộ Ngoại giao, Department of State, chứ không phải là sở di trú nha, không phải là sở di trú.
Cho nên nếu mà chú thay đổi địa chỉ, chú phải hiểu biết là hồ sơ đang nằm ở đâu. Thời điểm này nếu mà hồ sơ được chấp thuận thì chú cần update cái địa chỉ với National Visa Center. Update như thế nào? Gọi cho người ta, email cho người ta hoặc là viết thư cho người ta tại National Visa Center, chứ không phải là sở hữu chú. Cái thứ nhì, cái đầu câu hỏi đầu tiên là chú hỏi về cái mặt luật bảo vệ trẻ em, đó là Child Status Protection Act, là CSPA. Thì trong cái trường hợp của chú đó thì tôi bỏ rất là nhiều thì giải thích về luật CSPA, nhưng mà nói tóm tắt là như thế này. Cha có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình thì là ưu tiên 3. Ưu tiên 3, cái visa bulletin của tháng 2 năm 2017 đang đáo hạn là ngày 22 tây tháng 3 năm 2005. 22 tây tháng 3 năm 2005 là cái thời điểm mà cái lãnh sự quán ở Saigon có quyền phỏng vấn và cấp visa. Hồ sơ của chú cho tôi biết là tháng 3 năm 2008, nghĩa là còn ít nhất là trên 3 năm nữa. Ít nhất là trên 3 năm nếu mà con của chú vẫn còn hôn thú ở Việt Nam. Cho nên ưu tiên 3 trong cái tình trạng của chú ít nhất là 3 năm nữa với đáo hạn mới có thể phỏng vấn được. Cái đó là cái thời điểm phỏng vấn. Cái tính của cái mặt luật là như thế này, là cháu nó được cộng 2 năm 1 tháng, hoặc là có thể nói 2 năm gần 2 tháng. Cho nên cháu nó được đi cho tới lúc 23 tuổi 2 tháng. Mà cháu nó được quyền đi đó cho tới trước khi cái ngày đáo hạn. Cho nên nếu mà cái ngày đáo hạn nó không có tới trước khi cháu nó 23 tuổi 2 tháng thì cái luật CSPA không có bảo vệ cho cháu nó nữa. Đó, cháu nó sinh tháng 5 của năm 95, là bây giờ cháu nó sắp sửa là 22 tuổi rồi, mà cái hồ sơ này còn 3 năm nữa với đáo hạn, thì phần trăm cao cháu nó không được sự bảo vệ của luật CSPA. Tại vì cái maximum, cái thời gian cao nhất là cháu được ăn theo trong cái tình trạng này là 23 tuổi 2 tháng. Bây giờ là sắp sửa 22 tuổi, 3 năm nữa với đáo hạn. Thì đó là cái lý do tại sao cháu nó có thể không được ăn theo hồ sơ của ba má cháu hoặc là ba cháu. Cảm ơn chú gọi từ bên Seattle rất là nhiều. Và bây giờ cho tôi trở lại với thành phố Dallas Forward. Cho tôi xin mời chú Phúc. Chú Phúc ở Dallas Forward, xin mời chú lên tiếng đi ạ. Kính chào luật sư. Chào ạ. Tôi có câu hỏi cho anh chị em bảo lãnh hồ sơ F4. Ngày ưu tiên của cái hồ sơ này là tháng 2, ngày 11 tháng 2, 2004. Ngày mà được chấp thuận là tháng 6, ngày 15, 2010. Tôi có đứa cháu sinh ngày 20 tháng 5, năm 1988. Theo cái diện CSPA gì đó thì không biết đứa cháu này có được ăn theo hay không. Và nếu mà khiếu nại thì bây giờ có phải là lúc mà mình phải làm đơn khiếu nại hay không ạ? Dạ vâng. Cảm ơn luật sư. Dạ vâng, cảm ơn chú Phúc đã chuẩn bị cho tôi rất là chính xác. Và cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, tôi không còn câu hỏi gì nữa và tôi sẵn sàng trả lời cho chú. Chú có thể cúp điện thoại được rồi. Ok, cái câu hỏi của chú Phúc cũng liên quan về cái vấn đề mà mặt luật CSPA là bảo vệ trẻ em, giống như là cái câu hỏi của bác Lộc ở bên Seattle. Trong cái tình trạng của chú Phúc thì nó chính xác hơn là đây là đầu tiên hồ sơ anh chị em F4 tháng 2 là mới ngày 8 tây tháng 2 của năm 2004 thôi. Là cái visa nó đáo hạn là ngày 8 tây tháng 2 của năm 2004 cho ưu tiên F4. Hồ sơ của gia đình là ngày 11 tây tháng 2, nghĩa là chưa tới. Có thể là tháng 3, tháng 4 nó mới tới, nghĩa là nó mới đáo hạn. Nhưng mà hiện tại tháng tới chưa có tới. Hồ sơ này nộp vào tháng 2 của năm 2004. Tháng 2 của năm 2004, chấp thuận tháng 6 năm 2010, nghĩa là 6 năm 4 tháng. 6 năm 4 tháng,
cộng với 21 tuổi là 27 tuổi 4 tháng. 27 tuổi 4 tháng. Bây giờ đứa cháu này đã là 28 tuổi. 28 tuổi 7 tháng. Cho nên đây là cái tình trạng mà mình thấy rõ ràng cháu nó không được ăn theo. Tại sao? Tại vì cái thứ tự nó chưa có đáo hạn. Có thể tháng 3, tháng 4 đáo hạn. Cao nhất được đi là 27 tuổi 4 tháng. Mà bây giờ cháu nó sinh năm 1988. Cháu nó đã 28 tuổi 7 tháng rồi. Thì cháu nó sẽ bị loại lại. Cái quan trọng là như thế này. Đừng có để cho cháu nó lập gia đình, nghĩa là đăng ký kết hôn. Khi ba má cháu nó qua, thì ba má cháu nó sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh lại cho cháu với phương diện là ưu tiên F2B. Thì cái hồ sơ nó bắt đầu lại từ đầu. Nếu mà cháu độc thân thì cái hồ sơ đó nó khoảng 7 năm. Còn cái câu hỏi của chú là khi nào thiếu nại? Đầu tiên, nếu mà được sự bảo vệ thì lúc đó mới thiếu nại. Thưa chú, hồ sơ này không được sự bảo vệ căn cứ vào cái gì chú cung cấp. Cho nên cái vấn đề thiếu nại, cho dù mình thiếu nại đi nữa, nó cũng không được đi nếu mà không có đủ tư chuẩn, giống như mà mình trình bày. Còn nếu mà được đủ tư chuẩn, thì thường thường á, mình xin bổ sung cháu nó vào khi gia đình được đăng ký hoặc được lên danh sách phỏng vấn. Cảm ơn chú rất là nhiều. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Luật Di trú và Nhập tịch, và hôm nay là ngày 16 tây tháng 1 của năm 2017. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình trong vòng giây lát.